giờ, trên mạng xã hội bỗng xôn xao đoạn clip về một quán ăn vỉa hè. Quán này tuy rằng đông khách, nhưng cách chế biến đồ ăn của bà chủ lại gây tranh cãi. Theo đó, từ một clip của khách hàng ghi lại, có thể thấy chủ quán là người hành nghề lâu năm. Chính vì thế, cô đã quen tay, mỗi hành động đều thuần thục và nhanh thoăn thoắt. Từ việc cho rau vào nồi, để chần qua nước sôi, thêm gia vị, rồi đặt ra ngoài để phục vụ đem đến từng bàn cho khách, đều được cô chủ làm nhanh chóng, chính xác. Tuy nhiên, cái mà dân mạng tranh cãi ở đây, đó là có thể do làm vội vàng để phục vụ khách khứa đông, cô chủ làm nhanh tay đến mức những sợi rau vương vãi tung tóe, các bát rau trần sau khi làm xong cũng chồng đống lên nhau, trông rất mất thẩm mỹ. Nhiều khách hàng ngay sau khi nhìn hình ảnh này thì nhận xét rằng trông không giống cho người ăn chút nào. Một số người cho rằng đây là một quán nổi tiếng, khách đến đây rất đông, hơn nữa là giờ cao điểm nên chủ quán làm nhanh tay như vậy là chuyện bình thường. Một số người thì phản pháo, dù có đông khách đến đâu đi chăng nữa, người chủ vẫn nên làm cẩn thận hơn. Nhìn thế này rất phản cảm, không giống cho người ăn. Mọi người mong cô chủ sẽ rút kinh nghiệm để món ăn của mình nhận được nhiều sự ủng hộ của khách hàng hơn. Clip ngay sau khi được chia sẻ đã nhận về hàng chục nghìn lượt xem, hàng trăm nghìn lượt bình luận. Dân mạng chia làm hai phe, một bên thì bảo vệ chủ quán, một bên thì chỉ trích cách làm của cô chủ một cách thậm tệ. Còn bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng chia sẻ nhé!